thấy là ở đằng kia có bo bo mà không có nhiều. Cái chinh đi lời đẳng rau muống dưới này quá trời nhiều luôn, không muốn quá trời rau răm. Cái bờ đê nó có khoảng 3 tấc. Cứ hết đi, có nhiêu đỡ nhiêu nè. Ừ, trong mấy cái mương gì có thể có dòng dòng dọc theo cái mương đâu có nè. Ừ, đây nè, cũng được đi hớt nhiều, hớt thì nó có. Nó thích ở trong mấy cái gì ừ. Vườn xoài của người ta quá trời. Đây là máy củ le. Hồi nhỏ hồi đó ba có một cái mà một thì đi chạy qua thôi. Này nhóc này, thấy không? Ừ, có đó. Có không? Có. Đi theo nó cái rãnh nè. Rãnh giống như là bò. Cái chừng có rắn. Cái này là mình đi hớt trứng nước thôi nha các bạn. Nhưng mà vườn của người ta không phải của mình. Đậu xe tuốt đằng kia kìa. Ra đây là corona, nó không có chạy được theo được. Giữa đồng không có ai hết. Bên kia nguyên một vườn cây dừa. Ở đây xoài. Xoài này nó nứt. Vườn xoài của người ta quá trời luôn. Người ta không có rào lại luôn. Đây là kêu bằng xoài, chắc xoài Đài Loan. Trái này vàng hết. Này của người ta, không phải của mình. Mình chỉ đi hớt trứng nước thôi. Mình không có à. Quá trời trái, cây lùng mà trái. Bữa má mua cho một trái gì bà nó có 5.000. Trái 5.000. Trái gì 5.000, 4.000. Trái này khoảng nửa ký. Vườn của người ta. Anh Thạch cũng đang vớt trứng nước mà không có nhiều. Có tí tí thôi. Ở trong đó là rậm trong đó. Đi vô sao được. Đi ra. Hớt được chút xíu à. Xoài nhí đó nhiều quá. Đấy, đi ra thì đi ra. Có mà chút xíu thôi. Có nhí. Có chứ không hả? Cái này là người ta làm cỏ dục lên thôi. Nó cũng giống gì đất, nó giống gì hết. Đó nhiều đó, nhí nè. Có con cá nữa nè. Cá này giống như cá li thi. Ý là cá bảy màu á. Nó màu đẹp. Té đang níu rồi. Đó, người ta chở cái gì vậy? Anh không đi cặp mé này, nó không có là không có. Nó có là nó có à. Rồi anh Thạch có ít quá anh không muốn vớt rồi. Anh đi rồi. Được. Đi theo bờ đê, cái này người ta kêu một bờ đê. Hồi xưa là ruộng, bây giờ là rẫy rồi. Nguyên đám rau răm, xanh mướt. rất là thú vị. Mình đi quậy chứ mình đi hớt gì. Đi quậy chơi cho vui cũng là một cái thư giãn để nước ít xuống hả, có không? Đâu đó đó rồi. Đớt được chút xíu. Vui quá, cũng là vui vui. Đây cầm cây cho xe người ta đang tới, đi tới có đường tránh. Bên đó là nguyên người đã dớt không cầm cho lên xe đàng hoàng hả, lấy xuống. Cho người ta qua hả, xuống rồi. Khoan cho xe này người ta qua cái nữa đi, cho nhỏ nó qua nữa đi, mình chạy nó thoải mái. Rồi anh xuống dưới đó thì em mới lên được. Rồi tiếp tục đi, đây cầm cây cho. Ôi vừa trúng vào đây nó nguy hiểm rồi. Tiếp tục đây, hết nãy giờ được có chút xíu. Thì đó, thử coi cái thi hành này nó có đi kiếm chỗ đầu xe đi trên đó. Đi chơi mà, đó, bên này. Xuống dưới cái hầm kia nước không? Ừ, hầm trong kia nữa mà nước nó xả ta. Lấy chìa khóa ra nha. Thơm mùi ngò ghê luôn. Này nguyên ở đây là hai bên đường người ta trồng ngò gai rất là nhiều. Cái hoa màu tím này đẹp quá. Hoa này nó nổ bọc. Nếu mà người ta chưa xả nước vô đó có thể có đó anh Hợp, mấy cái vòng này đó, ha, nước nó sắc xuống đó. Có chừng sụp lỗ đó. Phải không? Không có, quá tệ, không có nữa. Wow, cây rau muống này tốt ghê, nấu canh chua hết sảy. Bên đây thì lá rau răm, còn bên đây thì ngò gai. Ở đằng kia thì rau húng nhủi. Tiếp tục đi thôi. Cỏ, bông mình bát. Mới vui đi, gì mới vui. Tiếp tục đi. bên này thì nguyên một cái vườn cây dừa. Xe đang tới. Vậy nó có thúi không ha? Ta thả cho không vậy á. Nếu vậy ngò này nó không có sợ bị thúi chứ không. Nước đây xanh mướt luôn. Trồng như lời chết rồi, nó không cần cái nước. Bên kia có hầm xanh lè, có hầm nhỏ nhiều á. Trồng ngò nhiều ha, cái gì cũng có hầm. Ta cắt xong đây ta đem đi bán. Nhà lý xa dữ vậy. Vậy là đi hút thôi hả? Hay là mình đi thêm rồi xong rồi mình nhặt về? Đi thêm, đây chơi từng qua cái cây này qua hai người nguy hiểm quá. Chơi từng qua đường này cũng được. Sao mà nó dính? Dạ. Cái tội vậy. Anh chưa từng đi qua đường này. Chưa hả? Có chừng cái này nó mục không? Hậu dáng này có chừng nó mục nè. Mình chưa từng qua, mình ra mình đi qua một mình thôi. Hả? Thử coi. Thử vớt coi, có bộ hông nè. Lấy chìa khóa ra. Không mà nếu mà mùa cạn mà nó hơi ẩm ẩm nó chắc có đó ha. Mấy cái hầm gì tại vì nó cái đợt này người ta thả nước vô. Trời, cái này anh đi mấy lần rồi, sao anh không nhớ à? Nhớ à? Mà cây nó là cây gì? Nhà nó cái nhãn. Vậy là chưa quá. Có không bồ hông không? Cái này đi quậy chứ đi chơi. Ô bồ hông nó bay kìa. Nào tới mùa lúa là bồ hông dữ luôn. Đâu? Hay là cái lá? Không có. Không có luôn không? Vậy nó mới xả nước vô trước khi bữa nay trời trưa quá. Ở đây trong này hầm nhiều quá, hầm nhiều thì tương lai nó sẽ có. Hôm nào mùa cạn cạn nó chạy vô, ở đâu cũng có hầm hết nha, thấy không? Ai biết anh. Mà nó bên nào, nhà nó bên nào này. Trong kia có cái vườn bự. Trong đó chắc hết đường chứ. Đi vòng vòng. Hết biết đường, mỗi khi anh còn biết đi lấy. À, vậy là không biết nhà nó đâu luôn. Bình thường là anh không có qua cái cầu này hả? Ngược ra hả? Không có vô tới trong kia. Đi vô tới cái đầu đó ngược ra không? Ừ. đi chơi mà. Ở Trinh bà thích đi gì lắm. Cũng có mà không có nhiều.